con có em không? Xin kính mời các anh các chị trong đoàn của Bảo Việt mời vào ngồi vào hàng ghế của đại biểu. Các thầy cô giáo xin trân trọng kính mời các anh. Đây chỗ của anh đây không ạ? Đây có tí nữa. Bạn nào kia? Diệp.